ví dụ cái xe tay ga hoặc là cái xe số bình thường anh em để nhà đi, cái giờ xe để nhà, cái anh em muốn đi đâu lấy ra để đi đúng không, rồi người nhà người ta muốn đi đâu người ta mượn người ta cũng đi cái một à. Còn bây giờ cái xe tay con này á là anh em phải học cách chạy tay con, là học cách điều khiển nó. Rồi ví dụ như là người nhà của anh em á, ví dụ có cái chuyện gì đó mà không có xe, cái người ta mượn xe anh em đi á, người ta không biết đi tay con thì cũng đâu có đi được đâu. Ok, hello anh em, lại là mình Thợ Rêu Xanh đây. Đến là cả tuần rồi anh em mình không gặp nhau hả? Hồi bữa giờ, mấy bữa trước á, quay vlog rồi quay bằng cái mic Bluetooth á anh em, thì tôi cảm thấy cái chất lượng kém nên là mấy bữa nay order một cái mic dây về ha. Rồi tôi cắm cái dây đó trực tiếp vô cái điện thoại của tôi luôn, để coi bữa nay đi test cái chất lượng thu âm bằng cái mic dây đó thì coi nó ok không thôi. Với lại kiểu như là cái mic dây này á, tôi cắm vô lòn vô trong cái nón được á nên nó đỡ cứng cái miệng. Còn hồi bữa cái mic Bluetooth thì nó to quá, nói chuyện nó cứng cái miệng á, không có nói chuyện thoải mái được. Thì hy vọng là đổi qua cái mic này thì nó đem lại chất lượng tốt hơn và cái miệng của tôi nó hoạt động nhanh hơn nhanh này. Tính ra là bữa nay hình như là bữa nay 20 mấy, tôi nhớ không lầm là 20 mấy thế à, đâu 30 rồi chứ, đúng rồi bữa nay là 30 tháng 1 rồi à, tính ra ở dưới chắc cũng khoảng 20 mấy Tết rồi ha. Thì chắc có thể là bắt đầu tuần sau là anh em bắt đầu về quê rồi. Chúc anh em Tết này có một cái Tết có thể là không nhiều nhiều tiền nhưng mà gia đình vẫn còn hạnh phúc là được ha anh em. Thì hôm nay á, chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, đó chính là những cái điều mà cần lưu ý trước khi mà những anh em mới chơi á, quyết định là đổi sang từ tay ga hay là xe số đổi qua chơi xe tay con ha. Thì bữa giờ mình suy nghĩ á, thì có lẽ là sẽ có nhiều anh em là sẽ quan tâm tới cái vấn đề này, còn lưu ý tới cái vấn đề này. Thì cái điều đầu tiên á mà để mình nói tới á, đó chính là cái tính đa dụng. Tại sao? Ví dụ như một cái con xe tay ga hoặc là một cái con xe số thông thường á, anh em muốn đi đâu á nó dễ lắm, anh em chọc cái chìa khóa vô, anh em đề máy rồi anh em dặn đi thôi, đúng không? Rồi ví dụ như mấy con tay ga như là AB, Vision đồ ha, thì cái cốp nó to, rồi anh em đựng đồ được nè, anh em đựng đủ thứ ở trong được, tại vì cái cốp nó chà bá mà lo gì đúng không. Nhưng mà nếu như á anh em đi tay con thì sao, anh em đi qua tay con là chắc chắn là anh em sẽ không có được cái gọi là cái cốp rồi, dĩ nhiên. Thường mấy xe tay con làm gì có cốp nha, cho anh em để đồ. Rồi cái thứ hai á là kiểu như là anh em phải có một cái kỹ năng lái tay côn ha. Ví dụ cái xe tay ga hoặc cái xe số bình thường anh em để nhà đi, cái giờ xe để nhà, cái anh em muốn đi đâu lấy ra để đi đúng không, rồi người nhà người ta muốn đi đâu người ta mượn người ta cũng đi cái một à. Còn bây giờ cái xe tay côn này á là anh em phải học cách chạy tay côn, là học cách điều khiển nó. Rồi ví dụ như là người nhà của anh em á, ví dụ có cái chuyện gì đó mà không có xe, cái người ta mượn xe anh em đi á, người ta không biết đi tay con thì cũng đâu có đi được đâu, đúng không? Rồi là nếu mà xét về cái tính đa dụng, cái tính dễ dàng sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày á ha, thì cái xe tay con là nó không có đa dụng, nó không có tiện dụng bằng mấy cái xe tay ga hoặc là cái xe số thông thường ha. Rồi cái đó là cái vấn đề thứ nhất. Bây giờ tiếp theo tới cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ hai để suy nghĩ coi cái vấn đề thứ hai á là anh em phải tìm hiểu về gọi là cơ bản rồi,
tức là anh em cơ bản anh em phải hiểu về cái xe của mình. Ví dụ là anh em phải hiểu là cái nồi là gì nè, rồi khi mà anh em bóp tay côn thì cái nồi nó như thế nào, rồi cái xe anh em nó vận hành như thế nào, rồi ví dụ như con Winx này nè thì nó thường mắc những cái lỗi vặt gì. Thì khi mà anh em biết mấy cái đó thì nó giúp cho anh em là dễ dàng bảo dưỡng xe hơn, đúng không? Ví dụ như là giờ anh em không biết cắt nước là gì hết á, thì mình đâu biết lúc nào mình phải thay cái nước, thay nước đâu, đúng không? Rồi xong cái mình không biết là tay côn là nó để làm gì, rồi buông sao cho đúng, rồi cái nồi hoạt động sao, thì mình đâu có đi nó chuẩn chỉ được đâu, đúng không? Nên là khi mà anh em chơi với xe tay côn á thì gọi là anh em không cần phải gọi là quá giỏi cũng được, nhưng mà ít nhất là anh em cũng phải hiểu cơ bản về chiếc xe, ok ha. Rồi cái đó là cái điều thứ hai. Thì khi mà anh em hiểu được cái xe nó hoạt động thế nào, rồi nó xe nó hay bị mắc cái lỗi vặt gì á, nó cũng tránh ra được thêm một cái việc nữa là anh em đỡ bị bù ha, đúng không? Thường bị có ví dụ á, nhớ hồi xưa coi trên mạng mấy anh em kiểu bị hư cái cục TPF á, cái cảm biến bướm ga á nè, xong cái hồi xưa cái lỗi đó mới mà, nên là anh em đâu có biết đâu, cái chạy ra tiệm thế là mấy ông thợ ông bùa, mấy ông kêu thay họng xăng, người thay cái gì tùm lum hết, mà trong khi thay mỗi cái cục TPS thôi là xong cái chục cái lỗi đó. Ở đây là cái việc mà anh em hiểu được cái cơ chế hoạt động của xe nó hữu ích lắm ha. Rồi thì cái đó là cái vấn đề thứ hai. Để xem thôi còn cái vấn đề gì lưu ý cho anh em không. Cái tính đa dụng này, rồi cái tính cái hiểu kiến thức cơ bản về xe nè. Hình như tôi thấy là nó cũng quan trọng nhất là ở hai cái điểm đó thôi. Nếu mà hai cái điểm đó mà anh em chấp nhận được á thì ok, mình cứ mua xe mình đi vô tư thôi, có gì đâu. Nhưng mà kiểu nói đi nói lại á, thì khi mà anh em chạy được cái xe này thì sao, anh em mình sẽ có một cái cảm giác đi xe thể thao hơn, đúng không? Một chiếc xe khỏe hơn, gọi là thể hiện được cá tính mạnh mẽ hơn, đúng không? Ví dụ như nói chung là do mình có đam mê hay không thôi. Nếu mà mình muốn chơi kiểu nào mình cũng chấp được hết anh em ạ. Ví dụ như là xe này mình không có chỗ đựng đồ thì đổ thêm cái thùng ở đây nè. Rồi thường mấy anh em hay đi tour rồi đổ thêm cái cản GV đằng sau rồi đó. Nếu mà mình đã muốn chơi rồi là kiểu nào mình muốn chơi được anh em. Nhưng mà đối với những cái anh em mà là newbie á, có cái ý định là muốn đổi sang xe phương Tây để chơi á, thì anh em phải suy nghĩ tới mấy cái điều mà anh em phải chấp nhận đó. Đó là cái xe Toyota này nó sẽ không được tiện dụng, và anh em phải tìm hiểu ít nhiều về nó để anh em trải nghiệm nó tốt nhất ha. Bữa giờ nằm ở nhà suy nghĩ thì không biết quay gì cho anh em coi, tại vì chủ yếu mấy cái content mà vòng vòng ở chỗ mình á thì mình cũng gọi là mình quay hết rồi. Rồi sang năm mình dự định là sang năm mình sẽ lên Sài Gòn, lên lại Sài Gòn rồi tìm việc, rồi bắt đầu lên đó rồi bắt đầu mới đi bắt đầu những chuyến đi phượt ha anh em, đi phượt Vũng Tàu, đi phượt Đà Lạt đồ nè. Rồi từ Sài Gòn thì đi tới đó gần hơn, còn quê tôi ở Kiên Giang mà lên đó xa lắm anh em ạ. Hy vọng là sang năm mọi thứ nó sẽ suôn sẻ như ý của tôi muốn ha. Chỉ như là vừa có công việc nè, rồi còn phải vừa gọi là đi tour, đi phượt đồ. Nói chung là trải nghiệm cuộc sống anh em ơi. Đời mà mình phải trải nghiệm không? Nếu bây giờ mình không đi thì bao giờ mình đi nữa, đúng không? Mai mốt mình già rồi mình làm gì cùng sức để mình chạy xe ra tới mấy cái nơi đó nữa, đúng không?
Hy vọng là bữa nay độ cái mic này nó có một cái chất lượng thu âm tốt hơn để anh em xem video ok hơn ha. Thì tóm lại thì nội dung hôm nay thì chị cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ là một cái vài điểm mà lưu ý khi mà anh em muốn đổi sang Digicon á, thì anh em cần phải làm quen với những cái đó. Thì có thể là mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm vài điều nữa là làm sao để đi phố đồ đỡ mệt ha. Ví dụ như mình đang đi đường trường như nè, thì anh em cứ đi số 4 hoặc là số 5 thôi, rồi anh em cứ để vậy đó mà anh em đi, rồi ví dụ chỗ nào chậm thì anh em hạ ga xuống, rồi anh em lại dặn ga lên anh em đi thôi, nó như một cái xe số thông thường vậy. Nó không có nhất thiết là anh em phải đá số liên tục ha, nó làm cho mình đỡ mệt nữa. Bắt đầu thấy gần gần Tết rồi, thấy người ta đem bông đùa ra bán quá trời. Để tí tôi chạy hàng vòng chợ cho anh em coi ha. Cái chợ nhà tôi thì cũng gọi là nó cũng lớn hơn mấy cái chỗ xung quanh. À, để tôi đem bịch đen về cho dì tôi nữa. Trai ơi. Chỗ tôi ở là ở thị trấn Tân Hiệp nha anh em. Nói chung là ở đây cũng phát triển đa phần là mấy cái quán ăn rồi cái quán trà sữa đồ. Tại khúc này là cho học sinh đồ học đó anh em, ở trường cấp 3 hồi xưa tôi học nè. Nghĩ lại cũng nhanh, mới đây 4 năm rồi, ra học đại học 4 năm rồi. À, để tôi chạy lên tôi đưa bịch đen cho dì tôi nhé. Té rồi anh em, chị về quê nhớ đi từ từ cẩn thận thôi ha. Chợ này mấy anh cũng gắt quá, coi trên mạng quá trời. Hy vọng là anh em thượng lộ bình an ha. Bữa đeo cái kính trong đi, bữa nay đeo cái kính màu đi thì nhìn nó mát hơn nè, đi ra nhà nhìn mát lắm nè. Quay kính màu cho anh em coi à, đẹp không, kiểu nhìn nó mát, nhìn từ trong là nó mát lắm nha. Nhưng mà không nên đi ban đêm nha anh em, đi ban đêm mình không thấy đường nữa, cái hù. Nè, như mấy cái này nè, bắt thấp xuống thì anh em đá số xuống thôi, không mấy thì đá tầng số 2 thôi. Cứ vậy còn mình hết mà. Không, ở xe là cái gì nè. Coi có nhiều không? Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Rồi lên tầm hai mấy 30 thì lên số 3. Là bữa mình có quay một cái clip gọi là hướng dẫn anh em đi xe côn tây á, thì nếu mà anh em nào muốn tìm hiểu về cách đi côn tây thì có thể xem ở dưới phần mô tả ha. Ok, còn mà anh em nào có ý định mà muốn mua xe Winners hiện tại á, mà đang phân vân không biết mua xe gì hoặc là kinh nghiệm mua xe cũ như thế nào, thì mình cũng có một clip á mình gắn dưới phần mô tả cho anh em coi mà.
hy vọng là mấy clip của mình nó sẽ gọi là hữu ích cho anh em ha. Bữa giờ có vài anh em comment, tôi để ý là có mấy anh em comment dưới clip của tôi là ủng hộ á, nó cảm thấy vui lắm nè, cảm thấy là ít ra là cái công sức mà mình bỏ ra để đi quay clip á, nó có mang lại một cái giá trị gì đó cho anh em ha. Cảm thấy là công sức của mình nó không có bị uổng phí á. Nói chung là cảm ơn những anh em đã ủng hộ mình. Rồi từ đó thì bữa nay mới có động lực đi quay clip cho anh em coi nè. Hôm qua tôi mới đặt một cái kẹp điện thoại gắn lên đây nè, có hàng ốc bắt đây cái nó đưa xây xây vậy nè, 8 mấy ngàn. Mua đó mày mốt đi lên Sài Gòn có gì cầu má mới dễ, chứ mấy cái xe tay con này mà đâu có người tay vừa chạy người tay cầm điện thoại được đâu. Ok, để tôi chạy vô chợ rồi có cái gì cho anh em ngắm không. Cái giờ này cũng mới hôm thôi, cũng mới bắt đầu đem bông ra bán rồi chứ cũng chưa có bán nhiều đâu anh em ạ. Có một cái điểm là hồi bữa trong một lúc mà tôi chạy lên Rạch Giá thì đi về là cũng khoảng 90 cây ha, để đi lên là 4 mấy, về cũng 4 mấy cỡ 90. Thì tôi cảm nhận cái con Vino F2 này là đúng như anh em nói à, là hai cái gác chân của nó bị rung nha anh em, là đi nhiều nó rung lâu á, nên là cảm giác là cái chân anh em nó hơi tê nha. Hình như là trên con Windows Pro 4 á, thì nó được fix cái lỗi này rồi ha. Thì để một thời gian nữa mấy anh em đi Pro 4 trải nghiệm thì có gì comment dưới clip này biết coi là nó có hạn chế cái vụ rung hai cái chân chưa nha. Đời đẹp khi đêm khuya nó sẽ xuống rộng hơn. Ok, bán trái cây, bán đồ tết, lá trời. Để chiều từ cho em coi. Đúng là màu đỏ sắc xuân tới rồi anh em ạ. Dưa hấu mai rồi. Đó, thường mấy anh em mới đi á, là mấy cái pha đó hay chết máy lắm. Thì tới đó ví dụ đây nó bị chặn cái ngay gặp đúng không, anh em bắt con lại, anh em đá số 1, cái anh em dừng lại rồi anh em lại buông con ra cho nó trôi xe đi, rồi anh em đừng ra cho anh em đi đó. Số 1 thì nó hơi giật. Bữa giờ cũng ít đi anh em, đậu nhà không. Sang năm đi làm có tiền rồi có điều kiện nhiều hơn thì đi phượt đồ quay clip cho anh em coi ha. Hy vọng là quả tết anh em sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Ok, thì hôm nay clip của mình tới đây thôi ha. Anh em nếu mà cảm thấy yêu thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, bye bye anh em.